Chào tất cả các bạn, mình là Trang Chi Bi của Picassia đây Đã bao giờ các bạn muốn ướm thử những tác phẩm nghệ thuật của mình lên tà áo dài Việt Nam chưa? Nếu chưa thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng mốc ấp áo dài Photoshop Và kể cả các bạn chưa bao giờ sử dụng Photoshop và không có Photoshop trong máy tính của mình thì cũng không sao Mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở trong video này và nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé đầu tiên trong trường hợp mà các bạn chưa có photoshop ở trên máy lưu ý một chút là photoshop hay là bài tập này thì phù hợp nếu mà các bạn thực hành ở trên máy tính hơn là trên điện thoại thì nếu các bạn chưa có photoshop thì các bạn truy cập website picasia tìm khóa học miễn phí photoshop cơ bản cho mọi người thì ở trong bài học thử này các bạn không cần mở tài khoản vẫn có thể vào được trong bài này thì mình có để link bản dùng thử Photoshop thì các bạn có thể click vào đây và download bản dùng thử miễn phí của Photoshop về trong vòng 7 ngày. À, tất nhiên đây chỉ là bản dùng thử thôi. Ở Việt Nam thì mình thấy cái việc mà cài phần mềm Photoshop không bản quyền thì cũng rất là phổ biến. Mình thì không đánh giá chuyện này đúng hay sai, nếu mà các bạn muốn cài đặt Photoshop bản không có bản quyền thì các bạn có thể search Google để tìm các bản correct hay là đơn giản nhất thì ra một cái cửa hàng máy tính thì thường họ đều giúp các bạn cài những cái phần mềm chuyên dụng này nếu như mà các bạn muốn học thêm về Photoshop thì như các bạn thấy đây là khóa học miễn phí các bạn chỉ cần mở một tài khoản là có thể học được thôi thì Photoshop về cái mức độ tiện lợi thì không có bằng Canva bên mình thì cũng có những khóa Canva cũng hoàn toàn miễn phí thì các bạn có thể xem ở đây. Nhưng mà Photoshop về chỉnh sửa ảnh ấy, thì vẫn là cái công cụ mạnh mẽ nhất. Nếu mà các bạn muốn học, uh, muốn có thêm nhiều kiến thức thì các bạn có thể hoàn thành hết cái khóa học này. Không thì cũng không sao. Sau khi các bạn cài đặt Photoshop thì ở đây chúng ta lại gõ chữ Photoshop, sau đó tìm cái bài mốc áo dài Việt Nam Photoshop này. Thì cái này các bạn Google thì cũng ra. Google, Google. Mốc áp áo dài photoshop Thì uh, nói thêm một chút Các bạn google rồi uh, Thì cái kết quả của bên Picassia Cũng ở trang đầu thôi Bởi vì lúc trước thì mình cũng đã tìm thử Mình đã tìm thử thì trên thị trường Không có một cái mốc ấp áo dài Nào như ý của mình Như các bạn thấy là Đây những cái trang này Những cái trang này Như bên này Thì như cái mẫu áo này thì nó không phải áo dài Việt Nam và họ cũng còn bán nữa thế nên là sau đó thì mình đã đây thì là ảnh chứ không phải là mốc ấp thế nên là mình đã tự làm cái mốc ấp áo dài này thì các bạn có thể search google hoặc vào trang picasia vn các bạn search về cũng được sau đó các bạn download cái mốc ấp này về thì ở trong đây thì có nhiều file thì chúng ta sẽ download cái file PSD này về 337 MB tương đương một bộ phim các bạn ạ và sau khi download về thì chúng ta mở ra Thì bây giờ thì mình cần một cái tấm, một cái hình ảnh để phù hợp để cho vào cái mốc ấp này thì sau khi mở ra bằng photoshop rồi thì các bạn click tốt vào cái chỗ này click tốt vào chỗ này thì để mình xem mình hiện tại hiện tại mình có cái tác phẩm nghệ thuật nào phù hợp để làm cái mốc ấp này không ok thì mình sẽ mình sẽ cho cái bông mẫu đơn thủy mặc của mình này vào thì mình sẽ kéo luôn cái đấy vào cái này. Thì lưu ý một chút là cái mốc ấp này thì phù hợp để các bạn làm những cái tấm hình mà không có nền hơn. Thế nên là mình sẽ xóa nền cái tấm hình này đi. Thì để đơn giản thì mình sẽ click như thế này. Mình sẽ chọn vào cái công cụ đó là Magic Wand Tool Tone này. Tolerance 30. Các bạn chỉnh sửa cái Tolerance 30 Continuous này. Sau đó thì thường thì mình sẽ xóa nền thì mình sẽ xóa cái kiểu khác nhưng mà trong trường hợp này để đơn giản và ngắn gọn thì mình ấn luôn delete để xóa cái ở à đây, cái này thì lại là cái smart object thì không xóa được. Click vào cái tên này. Click vào cái tên này nhé Sau đó các bạn click vào cái rasterize layer này. Ok, sau đó ấn delete Sau đó click vào cái tẩy này Tẩy nốt Ấn comment cũng đi Hình như ở trên Windows thì là Ctrl cộng đi Xóa nốt cái Mấy cái dấu này đi Lưu ý là đây là cái cách xóa nhanh gọn Chứ không phải là cái cách xóa chính xác nhất Như các bạn thấy ở dưới thì vẫn là hoa sen Bây giờ mình sẽ ẩn cái bông hoa sen ở dưới này đi Click vào cái mắt này Sau đó đóng nó vào thì như các bạn thấy thì là bây giờ như cái bông hoa này nó sẽ ở hơi to một chút và ở dưới thấp thì mình sẽ click lại vào đây ấn comment T comment T ở trên Windows hình như là Ctrl cộng T thì phải đầu tiên là mình kéo lên trên cái đó sau đó thì mình thu nhỏ nó lại ấn Shift rồi click thu nhỏ xong kéo lại đây thử đóng vào xem bây giờ nó ra sao Giờ thì mình nghĩ là mình tương đối hài lòng với cái mốc up này rồi Thì bây giờ mình sẽ Nếu mà các bạn muốn lưu cái file Photoshop này thì các bạn click Save Còn nếu không thì các bạn chọn Export Mình sẽ Export Ra Desktop thì mình không cần vì cái kích cỡ to như thế này Mình chọn 30% thôi Thì vậy thì như các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có một cái một cái tác phẩm uh, nghệ thuật của mình nhưng mà ở trên tà áo dài Việt Nam thì mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn. Uh, như mình có nói thì nếu các bạn muốn học thêm về Photoshop nếu các bạn cảm thấy cái bài hướng dẫn này hơi nhanh uh, thì các bạn hãy uh, học khóa nhập môn Photoshop cùng Picasia miễn phí ở trên trang Piccacia. Uh, bên mình còn rất là nhiều khóa học khác cả trả phí lẫn miễn phí thì các bạn hãy truy cập trang web picasia vn để học nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi